Xin chào mọi người, mình là Trung Đề Văn và hiện nay trên thị trường như mọi người cũng đã biết thì Zippo hàng fake đã bán tràn lan trên thị trường với cái giá rất là rẻ. Nhưng hiện nay công nghệ làm giả đã đạt đến 99% so với hàng chính hãng. Thế nên là khiến những anh em nào mới chơi Zippo hoặc là những người đang tìm hiểu sẽ bị lẫn lộn, hoang mang, không biết phân biệt Zippo thật, Zippo giả như thế nào. Điều đó ảnh hưởng rất là lớn đến cộng đồng chơi Zippo cũng như là ngọn lửa Zippo đang phát triển rất là mạnh tại thế giới. Thì ngày hôm nay mình đã có chuẩn bị một chiếc Zippo mình vừa mới đặt mua ở trên mạng với cái giá là 350.000 với cam kết hàng chính hãng USA. Đó, ở đây trên tay trái của mình đang cầm là chiếc Zippo hàng fake ở trên mạng với giá là 350.000. Còn bên tay phải mình đang chuẩn bị một chiếc Zippo hàng chính hãng rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích những đặc điểm nhận dạng dễ nhất và chi tiết nhất để người chơi có thể phân biệt được Zippo thật và Zippo giả như thế nào. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Mình đã chuẩn bị một chiếc Zippo hàng chính hãng đang là hàng trưng bày tại cửa hàng của mình. Thì nó là hàng trưng bày nên là rất là nhiều khách cầm vào nên là nó hơi xước sát thôi. Nhắm mắt cho qua nhé mọi người nhé. Đó, bằng đồng màu vàng mà ở đây ánh sáng nó hơi thừa nên là hơi lóa. Trước hết chúng ta hãy cùng tìm hiểu như nào là Zippo thật giả. Thì ở nước Hoa Mỹ đang bán Zippo với phiên bản rẻ nhất là chiếc Zippo màu bạc trơn với cái giá là 14,9 đô, thì tính ra tiền Việt thì nó vào khoảng hơn 300.000 gì đó. Còn những chiếc Zippo bằng đồng thì nó sẽ có giá là cao hơn một chút. Thì khi về Việt Nam nó sẽ phải đội thêm rất nhiều chi phí như là phí vận chuyển, rồi thuế các kiểu, rồi nhân viên kinh doanh, mặt bằng. Nói chung là nó thêm khá là nhiều chi phí thì không bao giờ nó có chuyện rẻ hơn bên Mỹ được cả. Trừ những bạn được người thân tặng thì thôi bỏ qua đi. Còn những chiếc Zippo như thế này, nếu mà là chính hãng thì ở Việt Nam nó phải có giá 1,5 triệu đến 2 triệu. Mà mình mua với cái giá 350.000. Thì trước hết là nói về phần giá thì chúng ta sẽ biết ngay cái nào là fake, hàng nào là chính hãng. Còn tiếp đến đó là một vấn đề là nhiều bạn sẽ nói đến cái ruột phải trùng vỏ thì mới là hàng chính hãng. Thì mình xin nói luôn, trùng vỏ tỷ lệ của Zippo chính hãng chỉ vào khoảng 5%, đa phần là lệch tháng. Còn ở những cái đời La Mã đổ về hay là những cái chiếc phiên bản đặc biệt thì nó sẽ có những chiếc lệch cả năm là bình thường. Tại vì vỏ và ruột là hai dây chuyền khác nhau, thế nên là không có một cái tiêu chuẩn nào khẳng định là ruột và vỏ phải trùng nhau thì mới là chính hãng. Ngoài ra thì tiếng kêu thì là do chất liệu và cách trang trí vỏ thôi. Thế nên là tiếng kêu thì đầy con hàng trăm triệu cũng chẳng có tiếng cơ. Ngoài ra thì tem đỏ thì chỉ là một cái tem ở thị trường của Mỹ. Thì khi mà xuất ra các thị trường khác thì điều đó là không cần thiết, tại vì đó là ở Mỹ yêu cầu thôi. Thế nên là tem đỏ các bạn thích thì các bạn có thể tự in với cái giá vài chục nghìn thì được độ khoảng một vài trăm cái gì đó. Rất là tiện, các bạn thích dán bao nhiêu cũng được. Thì hôm nay chúng ta tìm về mảng kỹ thuật và chính xác hơn. Đầu tiên, nhìn bên trước mặt thì chắc chắn là không thể ra điều gì rồi. Hãy nhìn ngang sang bên cạnh, đó là bản lề. Từ sau năm 2012, Zippo đã có chỉnh sửa một chút về bản lề của mình. Đó là thay bằng các chấu bằng nhau, thì Zippo đã đẩy hai chấu ở giữa này, hai chấu thứ hai từ ngoài vào đó, được to lên một chút, còn ba chấu còn lại thì sẽ cho nhỏ đi một xíu. Và nhìn rất là tinh tế, các khe rất là đều nhau. Còn riêng ở hàng fake thì sẽ có bản lề rất là lệch lõm mà các khe hở không đều nhau. Hai bên trên thì há hốc này ra rất là thô. Cái này chúng ta chỉ áp dụng được ở trong Zippo hàng phổ thông thôi nhá. Còn những cái phiên bản Zippo chính hãng thì đôi khi là có những chiếc xuất Nhật hay là vỏ Amor hay là những chiếc Zippo có vỏ đặc biệt thì nhất là do người Nhật trang trí thì nó sẽ đôi khi là sẽ có những cái đường nét nó hơi giống này đấy. Nhưng mà chỉ là những cái phiên bản đặc biệt thôi. Ngoài ra thì khi nhìn dưới mục đáy, hiện nay thì Zippo hàng fake đôi khi khắc còn đẹp hơn cả Zippo hàng chính hãng cơ. Nên là không cần phải là tinh tế mới là fake hàng xịn đâu nhá. Chúng ta hãy nhìn vào cái phía R này. Ở trên nóc chữ O của chính hãng nó sẽ lùi về tận đây. Còn hàng fake thì sẽ bèo giạt mây trôi ra tận ngoài này. Đó, chúng ta thấy ngay. Rất là tinh tế nhưng mà bay hơi xa. Bay đi đâu để tìm số 17 đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào chi tiết hơn trong ruột. Thì như mình đã vừa nói, hàng fake này 100% là ruột trùng vỏ luôn. Đó, đây là ruột hàng fake và vỏ. Tại vì nó là mới mà,
hãng fake thì nó không như là Zippo, nó sản xuất đồng bộ một loạt từng tháng từng năm luôn theo mã luôn. Còn trước hết là chúng ta nhìn về phần bánh xe. Chúng ta sẽ thấy ngay cái được các răng đánh lửa của bánh xe hàng chính hãng, nó sẽ có độ hoàn hảo đều hơn, độ gia công đều và nhìn không bị thô như là hàng fake. Hàng fake thì nó sẽ có các gai nó cao thô và ngoài ra thì nó sẽ có xu hướng lệch về một bên nhiều hơn là hàng chính hãng. Cái chân đá, cái phần ống đá này của Zippo này nó hở rất là nhiều, hở từ sát đây, tại vì làm cái phần bọc bên ngoài rất là kỹ, không làm thừa lên nhiều như là hàng fake như này đó. Nhìn nó rất là gọn gàng, hàng chính hãng rất là gọn gàng. Ngoài ra thì khi chúng ta nhìn sang bên cạnh thì chúng ta sẽ thấy ngay cái phần chính hãng nó sẽ có những cái tia đồng tâm, tia dọc phóng từ đồng trong trục đi ra như này, những cái tia này. Còn hàng fake thì bánh xe nó sẽ không có đó. Còn tiếp đến là chúng ta sẽ xem cái bố cam. Bố cam chính là cái bộ phận này. Ở chất liệu thì cái bố cam của hàng fake nó sẽ gồ ghề, nhìn rất là nhám, nó không mịn như là hàng chính hãng. Và phần viền của nó không được bào mịn và đều như là này, như bên này đó. Chúng ta sẽ thấy rất là nhiều đường nét thô. Và khi nhìn dọc thì cái phần nét thô đấy còn lộ ra rõ hơn. Còn hàng chính hãng thì chắc chắn nó không ở Zippo để cái điều đó xảy ra cả. Đó. Tiếp đến là chúng ta hãy nhìn về phía thân của cái ruột. Thì ở hàng fake cái chúng ta hãy nhìn cái phần mà giúp cái gờ này, giúp tăng độ bám với vỏ, thì hàng fake nó sẽ làm tách biệt hẳn ra với thân ở hai đầu này này. Nó sẽ làm gọn gàng hẳn lên như này. Còn ở Zippo chính hãng thì nó sẽ có phần rìa hai bên này vát và có đồng bộ với cái phần xung quanh hơn. Đó. Ngoài ra thì ở cái hàng chính hãng, cái phần Braford này, nó là chữ F. Chúng ta để ý nhé, Braford nhé. Còn ở hàng fake này thì sẽ là đóng nhầm thành chữ Y, hoặc là cố tình đóng nhầm để lách bản quyền gì gì đó. Ngoài ra thì dấu mộc ở Zippo fake nó sẽ không được rõ ràng ở phần này như là hàng chính hãng. Đó, chi tiết hơn ở hàng chính hãng mà. Còn các phần này thì hàng chính hãng theo cảm nhận của mình thì nó sẽ nhỏ gọn nhưng mà lại tinh tế rõ nét hơn là hàng fake. Hàng fake nhìn cái chữ nó hơi to và thô, thế nên là như mình thì cầm sẽ rất là quen và rất dễ nhận ra. Có mọi người thì dùng cầm nhiều thì sẽ nhận ra điều đó ngay thôi. Đó, tiếp đến là chúng ta nhìn bên dưới thì cái phần ống đá này. Ống đá của hàng fake nó sẽ có những cái gai ở xung quanh rất là thô và thừa ra, nhìn thẳng ở trên thấy điều đó. Rất nhiều đường nét thừa, còn riêng ở hàng fake rất là gọn gàng. Zippo không hề để những cái chi tiết của mình là bị thô kệch như này. Đó. Đấy, vừa rồi, ngoài ra thì chúng ta có thể xác nhận qua giá. Zippo như chiếc Zippo này sẽ có ở cửa hàng của mình đang bán với giá là 650.000 mà nó là đồng khối nhá. Đời 2016 đến 2018 tùy cây. Nhưng mà cái bên mình thì thứ nhất là nó sẽ bảo hành chính hãng trọn đời và có cửa hàng địa chỉ rõ ràng. Chứ còn một chiếc Zippo như thế này được trang trí cầu kỳ hơn rất là nhiều. Nếu mà là hàng chính hãng, một chiếc Zippo như thế này sẽ được khắc bằng công nghệ ăn mòn axit và có giá từ 1,5 triệu đến 2 triệu. Không bao giờ có giá tiền trăm. Thế nên là hãy thử so sánh với giá và kiểu dáng trang trí. Một chiếc Zippo trơn và để được bảo hành trọn đời và chất lượng cao thì giá nó đã là 650.000, mà một chiếc Zippo cầu kỳ như thế này lại chỉ có giá vài trăm ngàn thì những người ham của rẻ sẽ là những người đầu tiên dính đạn. Và mình cam đoan điều đó, không có Zippo khắc ăn mòn axit với cái giá 300.000 đến 500.000 đâu nha anh em nhé. Và hãy nhớ là khi mua Zippo thì nên chọn những cái cửa hàng mà nó uy tín và nhất là có địa chỉ rõ ràng. Chứ còn ở trên mạng đăng là bảo hành trọn đời thì bạn có biết địa chỉ của họ ở đâu đâu mà bảo hành trọn đời. Nên mua ở những cái chỗ có website và địa chỉ cửa hàng rõ ràng nhá. Và nhất là những cái Facebook có độ uy tín cao thì khi đó mà bạn mua bạn có gì bạn bảo hành cũng dễ hơn. Và chắc chắn là đã uy tín thì họ không bán rẻ uy tín của mình rồi.
Và nếu mà bạn thích những chiếc Zippo chính hãng như này thì hãy comment ở bên dưới. Và nếu thấy cái video clip này hay thì hãy ấn chia sẻ nhé. Vâng, xin chào mọi người.